Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật của tuần này. Chào bạn. Chào chị, em tên Hải ạ. Công việc hiện giờ của mình là gì Hải ha? Dạ, em đi dạy ạ. Mình dạy là mình dạy ở trường học hay là dạ, mình dạy một cái môn bên ngoài? Điều gì khiến cho bạn ngay từ đầu đề nghị là thôi đừng mở camera? Những cái chuyện mà nhiều khi thì mình giống như là không muốn để ai biết. Nhưng mà kiểu khi mà nó lên đây thì để mà chia sẻ hơn được thì mình thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng mà không tự tin để cho mọi người biết mình. Mục tiêu duy nhất của mình đó là được kể, được chia sẻ và coi như là có một chút cái thông tin để nói với cộng đồng thôi. Mình không có mưu cầu cái việc là sau câu chuyện của tôi thì mọi người lại tiếp tục lôi tôi ra hoặc là tôi phải đón nhận thêm những cái thông tin khác thì nó sẽ rắc rối, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay Hải sẽ muốn nói về chuyện gì? Hiện tại thì nặng mà buồn nhất trong cuộc đời là cái tình cảm, tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa. Đấy. Em trải qua mấy cuộc tình rồi? Ba. Mới có ba cuộc tình thôi mà sao bi quan dữ vậy? Sau gần một năm ấy, em có quen một người sau nữa mà để đến nỗi bây giờ em không muốn lấy chồng. Rồi. Đó. Rồi quen cái người sau trong hoàn cảnh nào nè? Em là đi dạy nhưng mà thỉnh thoảng là cũng bán online á, giống như lấy hàng ở trên Tây Nguyên về bán. Có lần là mình đi lấy hàng thì quen cái anh đó là ở bên cạnh phòng mình. Từ đầu thì họ tiếp cận mình không thì mình không biết. Nhưng mà xong đó thì anh cũng giống như em ở tầng 2 thì anh cũng bê hàng lên thì dần dần này hay nói chuyện với nhau. Sau ông nói là ông trốn nợ ở ngoài quê, ngoài Bắc á. Trốn nợ rồi vào đây thì lâu lâu thì giống như mình cũng đồng cảm với sự chia sẻ của họ. Giống như khi đi làm về tối thì người ta ngồi nói chuyện thì mình cũng ngồi nói chuyện qua lại vậy đó. Mấy tháng sau quen nhau. Khi quen nhau thì có nghĩa là cái thời gian mà anh vào đấy ấy, là làm bất động sản. Mà bán hàng thì tháng có 3 triệu à? Giống như phải chạy quảng cáo rồi đi dán đợi giấy, dán việc gì cùng vậy đó. Gọi là mức chi tiêu là không đủ luôn. Mà em phải lo từng chút. Kể nói như ai từ điếu thuốc, kể cái quần xì hoặc là đi làm không có phương tiện em chở đi. Như em đi dạy 6 giờ em dạy em đi là tầm 7 giờ em tới trường đúng không? Nhưng mà 6 giờ em lại chở anh đến công ty rồi chở về chở đi vậy đó. Trong vòng mấy tháng trời á thì có nghĩa là gọi là mình lo cho họ hết. Thì có thời điểm đó là anh giống như mức lương thấp quá ấy. Xong anh mới đi xin ở công ty loa thùng để chở anh chở xe đi đi tỉnh á. Trước khi đi tỉnh á là anh có đứa em gái là người là khó sinh. Xong bảo là khó sinh thì vào ở với em này để em hàng ngày chở đi lên bệnh viện Từ Dũ á. Có nghĩa là mẹ anh cũng vào luôn, có nghĩa em gọi là em nuôi luôn cả em gái với mẹ luôn á trong vòng một tháng. Cho đến khi mà bé nó đẻ xong á thì em cũng bắt taxi cho mẹ với nó về. Tại vì gia đình anh thì đó gọi là xem mình như là con dâu rồi đó. Khi mà mình đưa em với mẹ ở đây mình lo cho đến lúc em phải bán xe luôn chị. Khi anh đi là em phải bán xe luôn, em đi làm bằng xe buýt luôn. Luật nào mà làm cho mình lúc đó mình có thể quyết định mà mình cạn kiệt với họ như vậy luôn vậy? Thì chị tưởng từ khi mà yêu ai đó thì đâu suy nghĩ là người đó là phải như thế nào để không mình... có suy nghĩ. Không, em lại khác. Ý tôi nói là đáng lý ra phải có suy nghĩ thì vậy mới có cái kết cục là thì hôm nay đó. Đúng rồi đó. Chứ còn nếu mà có suy nghĩ thì mình lại quá tỉnh táo rồi. Giờ hỏi nè, cái lúc mà Hải bắt đầu quen cái người đàn ông này rồi bắt đầu có khoảng vài tháng mà gần như mình phải phục dịch cho ảnh luôn á. Đúng á. Rồi nuôi ảnh như vậy. Những cái mối quan hệ tiền nhậu lại, tiền việc mọi thứ phải lo. Nuôi mình nuôi luôn tiền nhậu hả? Yeah. Quá trời hào sảng rồi. Quá trời hào sảng luôn rồi. Thì mình có nghĩa là ba mẹ ảnh thì hay gọi mình lắm, có nghĩa là họ coi mình là con cái trong nhà luôn rồi đó. Em khi mà có chuyện gì không vui là ảnh lại chửi lên đắp con em gái của ảnh. Có nghĩa là coi như mình là người trong nhà rồi. Không có suy nghĩ là chuyện trời ơi, phải coi chứ, chủ đầu tư quá trời như vậy thì phải coi. Nhưng mà hỏi nè, giờ mới hỏi nè, có cái mối quan hệ nào mà gọi là bạn bè hoặc người thân của mình á, trong thời gian đó họ cản mình không? Họ cảnh báo mình không? Thật ra như này, môi trường của em là đi dạy, là chỉ sáng thì trường, tối về đúng thì rằng là soạn giáo án. Có nghĩa là không tiếp xúc nào môi trường nào hết. Chỉ có tưởng tượng là em ở Sài Gòn nhưng chưa bao giờ có một cuộc nhậu, chưa bao giờ đi uống cà phê gì hết á. Trong cái môi trường của em là chỉ ở giáo viên, mà chị cứ tưởng tượng giáo viên là giống như ở đây là đa số các cô có gia đình, các thầy có gia đình hết rồi á. Thì có nghĩa là em là người nhỏ tuổi nhất rồi, xong là anh chưa có gia đình á thì mình ăn rồi 5 giờ đi trường về
Thì tối lại bắt đầu là ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi lại soạn giáo án. Nó cứ quần quần hàng ngày cứ lặp đi lặp lại mười mấy năm trời như vậy á. Đến nỗi mà em sợ em bị tự kỷ luôn mà chị. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như bạn bè nha, kể cả xung quanh gọi đi uống cà phê đi, em nói tôi đi làm gì, mất công ra rồi bấm điện thoại. Có nghĩa cái cảm giác mình giống như cứ khép mình lại như vậy á chị. Hả? Giống như cứ khép không khi nào mà đố ai mà rước được em ra khỏi nhà mà 7 giờ mà rước em ra nhà uống cà phê được. Có nghĩa là tự nhiên mình cứ gom mình vào một chỗ vậy đó. Xong ghi gặp anh là vì anh ở cạnh mình. Chứ nói xin lỗi anh mà căn thứ ba chắc cũng chẳng gặp đâu. Em sống khép mình lại như vậy không soạn giáo án đúng không? Thứ bảy chủ nhật là lấy hàng để bán á. Thì cũng bấm điện thoại bán hàng cho đến rồi xong ngày mai đặt ship cho nó đi giao vậy đó. Nó cứ cuồng cuồng vào trong mọi thứ công việc với nó như vậy là không có thời gian hoặc là để mà tìm hiểu ai gì hết. Nhưng mà khi gặp anh trong cái trường hợp là vì họ chia sẻ với mình đồng cảm. Và dần dần giống như mình tự nhiên này thấy có người nói chuyện mình dần dần mình cuồng vào họ. Giống như chỗ dựa tinh thần của nhưng mình đó. Nhưng đó có phải là mình của những năm tháng từ khi sinh ra trưởng thành rồi đến cái lúc gặp cái người này là mình luôn là một cái người rất là khép kín như vậy? Dạ đúng rồi. Hay là chỉ có giai đoạn đó mình mới khép kín? Em luôn khép kín luôn. Năm 2007 là em vào đây đi dạy. Là có nghĩa là hồi đi dạy vào là chị biết tối em làm gì không? Đi lượm ghế chai á chị. Đi lượm ghế chai á chị. Cái hồi đó mới vào là lương giáo viên có 900 ngàn à. Hả? Nhưng mà tiền phòng trọ đã 300-400 rồi. Đến nỗi mà thấy các cô mà ăn bún bò đúng không? Gọi đó 5 ngàn tô bún bò à. Nhưng mà ước các cô trong trường cứ bưng bấm vào và ăn. Hoặc là tô hủ tiếu và ăn có mấy ngàn à. Nhưng mà mình cũng ước là mình không đủ chi tiêu như vậy. Mình dân tỉnh mà. Sự tự ti của mình nó quá lớn. Rồi bản thân cái trải nghiệm cá nhân của mình trước đó nó không có nhiều để mình cảm thấy là mình chủ động gắn kết với những người xung quanh. Dạ đúng rồi. Và cái giá phải trả đó là mình bước vào mối quan hệ nào mình cũng coi bị người đó ta là thao thân túng. Đúng rồi đó, kiểu vậy đó. Mình bị người ta kiểu giống túng. Như là chỗ dựa tinh thần của mình luôn ở trong này đó chị. Cho nên là ngay cả lúc mà mình phải bỏ tiền ra rất nhiều cho cái người này, bỏ công tại rất mình nhiều. Tin nó quá nhiều á. Mình vừa tin mà mình vừa cảm thấy vui nữa chứ. Dạ đó. Cái vấn đề là mình thấy vui mà mình không hề nhận ra đây là những cái dấu hiệu cực kỳ độc hại cho một cái mối quan hệ. Nhưng mà với những cái bạn khác đặt ngược trường hợp đó, ví dụ tôi có một đứa bạn, tôi có 2-3 đứa bạn, tôi có hội chị em đồng nghiệp ở trường, để tôi về tôi lên tôi kể là sáng nay trước khi vô lớp là em phải chạy ngược qua công ty, em chở qua công ty. Bạn chỉ cần kể 7 ngày thôi là đến ngày thứ 8 với bà chị trong trường cản liền hải chia tay cho chị. Thiệt luôn. Tại với lại trong môi trường em là toàn những cô thầy lớn tuổi á, nên không có sự đồng điệu ngồi giống như cùng trang lứa. Không phải đâu, nhiều khi mình không có chia sẻ thôi. Dạ, đó. Chứ còn chia sẻ rồi thì khoảng cách 30 tuổi vẫn có bài học kinh nghiệm cho nhau. Nhưng đúng là mình đã có một cái đời sống trải nghiệm nó quá thu hẹp. Mình phải nhớ mình như vậy để mình phải rất cảnh giác với những cái mối quan hệ người ta đến với mình. Là thực ra là mình vui với cái người này nè, là cái niềm vui này nó đúng nghĩa không? Là người ta có đang cư xử tốt với mình thiệt không? Hay là chẳng qua là do mình bị gọi là giống như là mình bị cô đơn. Xong rồi đúng một rồi. Ai đó chỉ cần cười với mình thôi là mình thấy cả một bầu trời ở đó. Thì tương lai nó nguy hiểm. Thế thì quay trở lại cái mối tình đó đi. Nhiều tháng trời ảnh sử dụng cái nguồn lực từ mình như vậy. Nhưng mà bạn có lúc nào đó tự cảnh giác và tự cảm thấy mệt mỏi là muốn chấm dứt cái mối quan hệ với ảnh không? Không hề luôn. Không luôn. Dạ, không nghĩ. Lúc đó mình định nghĩa cái việc mình đưa tiền cho ảnh nè, mình tốn công cho ảnh nè, mình đưa rước ảnh nè, là cái gì? Là hy sinh trong tình yêu hả? Không nghĩ gì luôn á chị. Tức là mặc định là mình làm vậy là hợp lý rồi. Ừ, đúng rồi. Cuối cùng mình tốn bao nhiêu tiền cho riêng người đàn ông đó, cái đoạn trị bệnh cho em gái tính sao nha? Không nói hết được. Một tháng bạn phải chi bao nhiêu cho ảnh? Thì nãy giờ thì chị cứ tưởng tượng mình thường một người ăn uống bao nhiêu cứ vậy đó. Là coi như là mình nỡ hết. Lo cho ảnh luôn, tiền phòng trọ luôn. Không, tiền phòng thì không, tại vì công ty nó cấp cho chỗ nữa. Là tiền ăn của ảnh, tiền chi của ảnh, tiền sinh hoạt của ảnh. Là coi như mình nuôi thêm một người như vậy. Và khi mẹ với em gái của anh vào thì họ cũng thể hiện cái việc là coi mình là người nhà. Lúc đó mình vui lắm đúng không? Đúng rồi. Kiểu cái cảm giác như là có gia đình ở bên á. Bạn có thấy bạn là một nguồn lực quá lớn đối với gia đình người ta không? Bây giờ thì nếu mà suy nghĩ thật đúng là mình ngu quá. Thế thì là khi mà mình mới tỉnh ngộ nè. Khi mà em gái về một tuần sau mình điện anh ít khi bốc máy. Rồi mình cứ nghĩ là anh chạy xe.
tại vì anh chở hàng đi tỉnh mà. Thế là sao anh đổi công việc hả? Ý là anh đổi công việc là khi anh chạy đi tỉnh rồi đó, em gái mới xuống đỡ đấy đó. À. Lần đó là đi ngoài đường á, gặp anh bạn của anh. Rồi xong bảo nó, ủa, thằng Sơn về sao đi đây mình vậy? Thế mình nói, ủa về đâu, đi tỉnh hơn 2 tháng này rồi. Nó đâu có, nó có đi đâu đâu, nó ở công ty mà. Em gọi điện không được. Nó mới nhắn tin câu là hai đứa không hợp nhau. Chị biết tưởng tượng lúc đó của em mà em cảm giác như là mình không thở nổi á chị. Còn mình vẫn gọi gặng hỏi tiếp nhưng không trả lời. Bạn anh nói là nó có cái con kia rồi, chứ mấy tháng nay là thấy nó hay đi với con đó. Thế bà đó là chủ tiệm loa luôn. Ông chở đại lý loa tới bà đó thì bắt đầu là ở cho bà đó luôn. Sau bạn mới nói ông em quá khờ, tại sao em có thể làm vậy? Em không nhìn ra được cả. Ông trách mình á, coi nó là gọi là sinh vật ở đâu đi em, đừng có đau lòng vì nó. Nhưng khi đã mọi chuyện đã vậy rồi thì chị nghĩ có đau không? Đúng, người ta nói tình yêu chung thủy làm gì có, đúng không chị? Không có nha. Không. Vấn đề là phải yêu. Thì khi trong chuyện tình cảm đó không yêu là gì? Người ta đâu có yêu em. Nhưng mà sao như họ nói yêu mình, sao mình biết được có hay không? Đến bây giờ em vẫn tin người ta yêu em hả? Đến bây giờ em vẫn tin người ta yêu em hả? Không, ý là cái thời điểm đó. Thời điểm còn đó bây giờ luôn. Tất nhiên không bao giờ. Không, nên... thời điểm đó luôn em vẫn nghĩ là lúc đó người ta yêu em hả? Ý là trong cái thời điểm mà khi họ đúng trải qua thì mình mới nói là biết họ không yêu mình. Còn khi giữa hai người giống như là cùng ăn cùng lúc mình lo cho thì em đâu có nghĩ là đó là họ yêu mình hay không, là đâu do có suy nghĩ. Em không nghĩ thôi, do em không nghĩ tới thôi, chứ không phải là tình yêu chung thủy trên đời này không có. Có điều là đúng, để nó có rất nhiều điều kiện, nhưng mà không có nghĩa là không có. Nhưng mà em nghĩ là tình yêu chung thủy là tình yêu chưa tìm được mối khác ngon hơn đó chị. Tình yêu chung thủy nó chỉ có với điều kiện đầu tiên là gì? Là người ta có yêu nhau. Còn câu chuyện của em thì bây giờ mình phải quay ngược lại đi, mình trả lời ngay bước đầu tiên là thật ra người ta có yêu mình không? Thật ra người ta có yêu mình không? Nó đau đúng không? Nó đau nhưng mà phải học. Giờ em nghĩ cũng trai rồi. Nếu như trong vài tháng đó em không bao nuôi ảnh thì em nghĩ ảnh có dành cái sự dịu dàng đó cho em không? Vậy thì tại sao đến một lúc ảnh rời bỏ em tại cô kia có tiền nhiều hơn em? Cô kia cho ảnh những công việc nó có thể cái nguồn lợi nó trực tiếp hơn em. Và đặc biệt nha, cái này nói thiệt luôn nè. Cô kia vui hơn em, cô kia vui hơn em. Bởi vì vài tháng trôi qua, ngoài cái việc ảnh được hưởng thụ vật chất đó đó, thì như em nói đó, em không đi đâu ra khỏi nhà đó, em không chơi với ai hết đó, em không làm gì hết. Thì người ta bắt đầu chán. Tại sao chị phải dí em tới đường cùng như vậy Hải biết không? Tại vì khi em nuôi trong đầu em một cái tư duy rất là tiêu cực là trên đời này không có tình yêu chân thành. Người duy nhất khổ là em chứ không có ai. Và vì em cứ nuôi như vậy cho nên em sẽ thế này nè. Một là em không có tiếp cận một mối quan hệ nào cả. Mình đã khờ càng khờ. Mình đã buồn càng buồn. Mình đã thiếu va chạm lại càng ngây ngơ nữa. Tại vì mình cứ sợ là tình cảm trên đời này thấy ghê lắm. Cái mình rút lui ra mọi mối quan hệ. Cái điều đó nó làm cho cái giao tiếp xã hội của mình nó bị hạn hẹp đi. Trong khi cái này nghiêm túc, nghề của em là một nghề rất cần có chất liệu xã hội thì em mới làm việc được với học trò của em. Và đằng sau học trò của em là ai? Là phụ huynh của em. Mà giờ mình cứ sợ tình yêu vậy cái mình không chơi ai hết trơn á. Rồi, cái thứ hai là mình cứ mặc định là nó như vậy. Cho nên mình sẽ lại trở thành một cái người mà đôi khi mình bị người ta dụ lúc nào mình cũng không biết. Tại vì mình cứ tin là không có tình yêu chung thủy, người ta chỉ cần nhẫn nại với em 6 tháng thôi là niềm tin đó của em đổ vỡ, các em không đề phòng nữa, các em gặp tiếp chuyện đó thêm lần nữa. Nhưng mà cái này cảnh báo luôn nha, nói vậy thôi, em có tin rằng em rất dễ bị săn không? Em rất dễ bị săn không? Em rất dễ bị săn không? Mặc dù em nói không, em không có tin tình yêu chung thủy đâu chị ơi, tình yêu. Nhưng mà em là một trong những người dễ bị đổ nhất nếu như trở thành mục tiêu của các anh. Rồi giờ tính làm sao? Em không tính chuyện tình cảm. Không tính gì hết à. Vì sao? Tại vì không muốn nghĩ tới nữa. Tình cảm đâu phải là thứ em nghĩ là nó tới mà em không nghĩ là nó thì không tới đâu. Thì bây giờ chị hỏi, bây giờ tính ra em chưa tính gì đâu, cũng không biết tính như nào. Mình phải tính đó. Mình tính đầu tiên không phải là tính yêu ai đâu, mà tính nè ha, cái này nói nghiêm túc nha. Tính cái giao tiếp xã hội của mình à. Ví dụ ở trường mình có thể chơi với ai, chơi với ai mình cảm thấy dễ chịu thì mình chơi, cũng chẳng cần phải chơi với cả trường đâu. Nhưng mà phải có mối quan hệ.
Mối quan hệ đó có thể là đến từ đồng nghiệp, có thể đến từ những người bạn thích buôn bán giống như mình, có thể đến từ một cái nhóm bạn nào đó mà có một cái niềm vui chung giống như mình. Ví dụ như là các cô giáo thì hay có những cái hội nhóm về handmade nè, hoặc là mình thích bán online đúng không, thì mình có những cái hội online. Mình phải có tính cái gọi là giao tiếp xã hội trước. Trên cái giao tiếp xã hội đó mình bắt đầu có nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện người khác chia sẻ cho mình. Thiết lập lại mối quan hệ xã hội của mình là đầu tiên. Những cái mối quan hệ mà nó đến với em đầu tiên là nó cũng phải là những mối quan hệ lành mạnh. Vậy thì khi mà mình kết giao xã hội với những cái nhóm nó rõ ràng minh bạch thì chí ít nha, không phải ai cũng tốt đâu, nhưng mà nó đã được lập một lần rồi thì em đỡ phải va vào những người mà có cái bối cảnh nó rắc rối. Thì đó là bước thứ hai mình cần tính. Còn có va vào hay không vẫn là duyên số ở đời thôi, làm sao mình biết được. Nhưng lỡ mà có va thì mình cũng có kinh nghiệm. Em không có chốt được rằng từ đây đến cuối đời em yêu nữa hay không yêu nữa đâu, chuyện đó không có chốt được đâu. Nhưng nếu như giờ mà mình không có những cái chất liệu đó, sau này mình sụp hố tiếp đó. Để nó chọn thì mình đâu biết đâu. Trong chuyện tình cảm nó tới thì tới chứ đâu có sự lựa chọn. Nè, tình cảm nó tới mình không quyết định được, nhưng nó ở hay nó đi là mình có chọn nha. Duyên phận là thứ trời đặt, nhưng lựa chọn là thứ con người phải tính. Em không có biết được cái ông kế bên phòng trọ em là ông đó, em đâu có quyết định được. Tự nhiên hai người va nhau ở cầu thang thôi. Yeah. Nhưng mà nếu như tôi ở bên cạnh anh khoảng 2 tuần tôi thấy anh có vấn đề, thôi nha. Bây giờ em thì nói chung để kệ số phận. Thực ra là vậy nè, em có cảm thấy mình là người dám quyết định không? Đến hiện tại bây giờ hả? Đặc biệt trong tình yêu thì chị đều thấy là thực tế thì người bên kia quyết định như thế nào thì em là người bị động để theo cái quyết định đó nhiều hơn, đúng không? Vậy thì có một cái thứ ba cần chuẩn bị nữa nè, đó là tập quyết định, dám quyết định. Khi mà mình dám quyết định rồi thì mình sẽ đỡ bị động hơn. Mà muốn dám quyết định đúng không thì em phải có tiêu chuẩn là đó, mình quen ai đó là mình phải quen cái người có đặc điểm như vậy. Còn cái câu chuyện tình yêu thì không có ai tìm được một người mà cái gì mình cũng hài lòng ở đối phương đâu. Cái sự hài lòng nó đến từ cái việc cả hai yêu thương tôn trọng nhau, rồi mỗi người thay đổi một chút. Rồi cái gì mà không thay đổi được thì bên kia sẽ bao dung, sẽ chấp nhận. Nhưng nó phải là những câu chuyện mà không thể nào một người trở thành công cụ của người còn lại được. Nhưng mà chị nghĩ là do em hiền quá đó. Nếu như trong lòng của mình đã khăng khăng là thôi em không, chắc em cũng không muốn yêu ai nữa đâu. Tình yêu chung thủy nó cũng không có. Vậy thì mục tiêu của em ngày hôm nay tới đây là gì? Em biết tí giống như người nói lên chia sẻ cho đỡ nặng lòng, cho nó thoát ra bớt đi, cho nó giống như mình không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề, cho nó nhẹ đi. Đúng rồi. Để mai mốt có nhắc lại thấy bình thường. Vậy thì nãy giờ có đỡ không hay là nặng hơn? Đỡ hơn á. Chị sẽ nói về cách nhẹ nhàng nè. Không, thực sự thì những cái trải nghiệm của em nó là những cái trải nghiệm mà nó đáng giá lắm á. Nó đáng giá cho người nghe á. Tại vì chúng ta vẫn có những cô gái hiền hậu nè, rồi ít va chạm với cuộc đời nè, rồi đi ở xa nhà, làm những cái công việc mà ít có người thân bên cạnh, thì rất dễ rơi vào những cái lưới tình như thế. Nên câu chuyện của em cũng là một câu chuyện mà chị nghĩ rằng biết đâu một bạn gái nào đó đang trong cơn cô đơn xa nhà lại có một cái mối quan hệ dạng dạng này, cái giật mình rồi sao. Công đức cũng vô lượng lắm đó nha. Và cái thứ hai á, là cái như hồi nãy chị đã nói ngay từ đầu á, là cái cách mình định nghĩa về điều mình trải qua thôi. Tại vì em đang định nghĩa đó là nỗi đau và một cái điều quá, gọi là quá chua xót. Nhưng mà bây giờ mình nhìn góc nhìn ngược lại nè, may mà dừng lại sớm, may mà dừng lại sớm, may mà ảnh vẫn còn một chút trượng phu để ảnh nói rằng là mình không hợp nhau đâu em. Chứ giờ em tưởng tượng nè, ảnh không nói câu đó, 2 ngày nữa anh về, ảnh vẫn tiếp tục hưởng lợi từ phía của em, và ảnh vẫn tiếp tục sau lưng em có một người phụ nữ khác. Em thấy lúc đó đau không? Ê, lúc đó tính ra đau hờn nha, đúng không? Tiếp nè, rồi đến một ngày vì mình lành hơn cô bên kia, cái đang dạy ở trên lớp có người tràn vô trường quánh ghen. Thấy ghê không? Tôi có bị overthinking không gì trời, tôi bị. Nhưng mà nó hợp lý. Nữa nè, may mà mình không phải là mẹ đơn thân. Chỗ này có may không? May. Bây giờ em hình dung đi, ảnh rời đi với một câu rất đơn giản: em ơi mình không hợp nhau. Nhưng cái ảnh để lại cho mình là một đứa bé. Cái niềm vui có con là một niềm vui, nhưng mà trước khi chạm được tới cái niềm vui đó, con người ta phải trầm cảm một đoạn đã. Lúc đó nó bi thương, và có nhiều người gục luôn ở cái chặng trầm cảm đó, chứ cũng không với được tới cái niềm vui làm mẹ là luôn. Mình hạnh phúc đúng không? Trời ơi, em quá lời luôn á. Coi như tiền học phí đi. Dạ. Để sau này là tôi gặp một anh nào đó coi thông tin về anh có rõ ràng không.
gia đình nhà anh có đối xử với tôi theo kiểu như là tôi là nguồn lợi kinh tế không, là trời ơi tôi tỉnh liền. Vậy là nhẹ lòng chưa? Tới đây là thấy mình lời ngang đúng không mình? Dạ, ôi hạnh phúc. Đó, câu chuyện của em thực ra là chị cảm thấy ấn tượng á. Ấn tượng là bởi vì nó không phải nhắc chúng ta về tình yêu đâu, mà nó nhắc chúng ta về cái sự kết giao và chủ động trong cuộc sống. Rõ ràng nếu như em có nhiều sự kết giao hơn nè, em tự tin vào bản thân mình hơn, em có nhiều những cái kết nối xã hội khác hơn, thì có thể là mình không có bị lay hoay trong những cái cuộc tình mà mình cho rằng cái tình yêu người ta dành cho mình là nó quá trời là quý giá, và mình cảm thấy là mình phải mang ơn một cái tình yêu như vậy trong khi nó độc hại rồi. Có cái thông điệp nào mà ngoài cái việc là kể chuyện cho nó nhẹ lòng em muốn gửi đến cho khán giả của Ai Cũng Có Chuyện không? Là phụ nữ ấy thì không nên đặt niềm tin vào ai. Giống như mình khi mình yêu hay là yêu, thích ai đó thì gọi là chỉ để một nửa thôi. Chứ đừng nói dùng hết, gọi là đừng đặt niềm tin trọn con tim vào. Thực ra không chỉ trong tình yêu đâu. Dạ. Mà mọi loại tình, thực ra cuối cùng chúng ta chỉ nên tin vào ai thôi. Dạ. Tin vào mình. Tin vào mình. Tin vào mình thôi, năng lực làm việc cũng vậy, tin vào mình và gia tăng năng lực của mình. Trong tình yêu thì mình vẫn yêu người ta một cách rất là chân thành, nhưng mà yêu một phần. Yêu một phần và chân thành trong cái phần 60% đó. 60% thôi. Đúng, còn cái phần còn lại là phần của mình, phần của công việc của mình, phần của những mối quan hệ bạn bè của riêng mình. Để có bất trắc gì thì mình vẫn rất là mạnh mẽ vượt qua, và không có nhìn đời theo kiểu méo mó và đau đớn. Và tóm lại thì biết đâu, chân ái của em vẫn còn ở đâu đó. Sẽ gặp thôi, đừng bi quan quá. Nhưng mà cảnh giác nha, nói thiệt á, những cái người mà mặc rất nhiều áo giáp như em vậy thực ra lại là những người rất dễ buông giáp luôn. Tại vì mình sợ á, cho nên chỉ cần một ai đó người ta thể hiện cái việc là che chở cho mình, người ta chỉ cần hơi lì một xíu là mình rất là dễ gục. Chị nghĩ là chị sẽ chúc cho em có những cái mối quan hệ bạn bè chất lượng, những cái kết nối gia đình chất lượng với người thân của mình. Bởi vì đó là hai cái điều mà mình sẽ rất là cần để mình tỉnh táo kịp lúc trong trường hợp tình yêu nó đến với mình. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn Hải rất nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Câu chuyện của Hải ngày hôm nay mình rất hy vọng mọi người sẽ nhìn nó ở một cái chiều kích. Đó là câu chuyện thuộc về việc là mình sẽ phải có những cái nền tảng như thế nào, có những cái dây neo khác. Còn bây giờ thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện tuần này tạm hết rồi, chúng ta đành phải tạm biệt nhau. Và của các sinh mà nguyên hò thì ở trong đây là có vài chị biên tập nữa, thì để mọi người là cũng chỉ để là nghe, lắng nghe chị chia sẻ câu chuyện của mình thôi ha. Rồi bây giờ mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Em tên Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1990, quê ở Thanh Hóa, và bây giờ gia đình bố mẹ ở Đắk Lắk. Hiện tại làm kỹ thuật. Sinh năm bao nhiêu ạ? Năm 94 ạ. Quê ở Đắk Lắk đúng không ạ? Quê ở Thanh Hóa. Quê quán Thanh Hóa. Hộ khẩu thường trú Đắk Lắk ạ. Mà hiện tại chị đang sống ở Đắk Lắk đúng không? Dạ không, ở Thủ Đức. À, còn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại là mình đang làm nghề gì nè? Hiện tại em đang công tác tại trường Cao đẳng Hậu Cần 2. Làm công tác với cái gì ạ? Làm bên khối khoa, cái phòng ban này chị. Công việc chính là em học sinh là kỹ thuật viên về đông y á. Ok rồi. Hiện tại là gia đình là ở Thanh Hóa hết đúng không? Mình ở đây một mình đúng không? Dạ đúng rồi, em ở đây một mình. Rồi. Mình giới thiệu sơ về mình đi, về tính cách của mình á, ví dụ như về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em là một con người khá là mạnh mẽ, tự lập và kiên trì, thích nghiệm những cái điều mới. Trong cái bản năng cứng của em cũng có thích lập cái đơn vị công tác mà em đã từng trải qua, cũng là từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, Châu Phi của Liên Hợp Quốc trong vòng một năm, từ năm 2021 đến năm 2022. Thì sau đó thì quay về trường, có làm bệnh viện, nó chuyển công tác qua đây cho đến bây giờ ạ. Nhưng mà điểm yếu của Loan là gì? Em nghĩ là kiểu bản thân mình chưa suy nghĩ kỹ trong một cái vấn đề kế hoạch nào đó, nên thành ra hay bị hậu quả và bị thất bại á. Hay bị hậu quả? Đúng rồi, tại vì khi mà muốn làm điều gì đó thì sẽ không có, có kế hoạch quá cụ thể, là bất chấp trường hợp xấu. Thế nên là
và từng trải qua một vài cái thất bại, nói chung là trong công việc cuộc sống chứ không phải trong câu chuyện tình cảm ạ. Rồi, công việc tình cảm, nhưng mà mình hỏi cái nha, về điểm mạnh của Loan ở trong gia đình đi, thì Loan là một người như thế nào? Em nghĩ là em có thể lo được cho cuộc sống của gia đình, có thể giúp làm được chăm sóc và biết cách chăm sóc cho người yêu, cho chồng mình và cho con, rất thích con. Ok, vậy thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì đó chứ giờ có 4 mối tình ạ. Và có một mối tình sâu đậm nhé. Có một mối tình sâu đậm là bao nhiêu năm? Dạ, gần 3 năm. 3 năm rồi, kể cho mình nghe sơ cái mối tình sâu đậm nhất của bạn đi. Mối tình đó thì khiến người đó khiến em thay đổi thành một cái version tốt hơn, biết nhịp về xã hội của thế giới. Và cũng đặc quan thì mối quan hệ của em mở rộng trong cái xã hội nhiều hơn, rất nhiều anh chị hoặc là mối quan hệ bạn bè nhiều ngành nghề khác nhau. Và sau khi em chia tay cái mối tình thì những cái mối quan hệ đó em vẫn giữ cho đến bây giờ, nên phải rất tôn trọng mối tình đó và cách chăm lo bản thân mình hơn nữa. Ừ, nhưng mà cái vấn đề chia tay của hai người là gì? Tại vì xa, yêu xa đó, là cái thời điểm mà em đang phục vụ làm phụ bên Nam Sudan đó, là một năm đó ở Việt Nam, biết của năm 2021 đó, tầm hai giữa 2021 đến 2022, thì một năm đó là yêu xa trong vòng một năm, thì người yêu em làm bên nghệ thuật nữa, cho nên nghệ thuật thì sẽ có nhiều cái cám dỗ hơn. Và sau khi đi về dần dần mối tình nó nhạt dần 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 là mình cảm nhận được mà. Sau đó thì về nước thì chính thức chia tay. Nhưng mà sao bạn biết ở trong nghệ thuật có nhiều cám dỗ? Những cái người mối quan hệ xung quanh cái anh đó, người yêu của em có nói chuyện với em rồi, có nói về là anh ấy cũng có quen một người khác à? Nên em có biết điều đấy. À, bạn bè nói đúng không? Nhưng mà bạn bè nói thôi, nhưng mà bạn có xác định về cái vấn đề đó không? Ý là đôi khi có nhiều người họ đốc á, còn bạn có hỏi rõ trực tiếp về vấn đề đó không? Tất nhiên mình khi mà hỏi câu chuyện với một người đàn ông mà khi không hai cả hai không có một cái mâu thuẫn gì để giải quyết thì họ sẽ không nhận cái điều đấy. Nhưng mà câu chuyện là em có biết cái bạn đấy, bạn nữ đó, và bạn nữ đấy cũng có kết bạn với em, và vẫn giống như là câu chuyện là mình biết cái mối quan hệ của họ và họ biết là mình đã về nước như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục một quan hệ, nhưng họ không khai cái mối quan hệ đó ra. Nói chung là con gái, phụ nữ thì em nghĩ là ai cũng sẽ biết điều đấy thôi, nhưng mà đàn ông họ sẽ không nhận điều đấy. Họ không có chấp nhận, họ không có thừa nhận cái điều là họ đã có người thứ ba. Nhưng mà cuối cùng là về vấn đề đó là bạn chia tay bạn không? Thật ra thì người yêu em lúc đấy bảo, người yêu của em có nói với em là cảm thấy là cả hai không hợp nữa, cả hai không còn đi chung một con đường nữa. Cái lý do chia tay không phải đến từ một mình em mà bên người cả hai đều em muốn nói chuyện với nhau. Thì bản thân anh ấy còn nói với em là cảm thấy cái thời điểm này anh ấy đang đi xuống và anh không muốn kéo em đi xuống, tại sau khi Covid hầu như ai cũng phải bị mất nhiều á, thì người yêu của em cũng làm mở công ty xong rồi bị mất phá sản, sau rồi câu chuyện đó thì cả Covid nữa, nên là hậu quả gây nhiều, nên là cũng chia tay luôn. Tóm lại là không còn hợp nhau nữa. Ok rồi, sau mối tình đó thì bạn còn quen ai khác nữa không? Dạ không, từ giữa năm 2022 cho đến bây giờ. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào ha? Mình chủ động chia sẻ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán bạn đó luôn. Em muốn tìm một người tuổi tầm trên 30, tầm tuổi em cho dưới 37 tuổi, từ 30 đến 37 trong khoảng đấy. Nghề nghiệp thì nghề nghiệp ổn định, nhưng mà không phải là freelance, không phải là nghề nghiệp tự do ấy. Ngoại hình thì em nghĩ là sẽ cao trên 1m8, 1m68. Quê quán thì miền Bắc, miền Trung và miền Nam, nhưng mà em cũng không có thích con trai người miền Tây cho lắm, thế nên là trường miền Tây ra. Nghề nghiệp thì sao em?
Nghề nghiệp thì tất nhiên thì em muốn sự ổn định, tại vì bản thân em là có sự ổn định nên là em không muốn quen một người nào mà kiểu như là không có sự chắc chắn trong kinh tế để lo được cho bản thân mình, không hẳn thân mình nhưng mà trong cuộc sống của gia đình sẽ có nhiều thứ phải lo. Và nếu mà được thì nếu có cơ sở chắc chắn, ví dụ như có gia đình hoặc là có nhà hoặc chung cư, một cái điều gì đó ở Sài Gòn đồ thì tốt hơn, tại vì em định cư và sinh sống ở đây mà. Em là có cần phải quân đội này kia không? Dạ không ạ, em học quân đội, em lấy quân đội lâu rồi. Tại vì vậy có nghĩa là đúng rồi, em nói câu đó là hay đó, tại nhiều bạn là làm quân đội mà đi vô chương trình kiếm quân đội nữa, môi trường của em gặp nhiều mà đúng không? Dạ nhiều lắm chị, trong đây dính không chỉ ngoài trai mà. Đúng rồi. Rồi, điểm em không thích ở người bạn trai là gì? Điểm em muốn, em quên nó chia sẻ thêm, điểm em muốn là một người đàn ông biết chia sẻ, có ý chí. Tại vì em có, nói chung là mình tiếp xúc của nhiều người đàn ông, có nhiều người họ không có ý chí cầu tiến trong cuộc sống ấy, thì họ sẽ không có lo được cho gia đình. Dạ, một người đàn ông mạnh mẽ, có ý chí cầu tiến và biết chia sẻ với mình. Khi mà có sự chia sẻ, đồng cảm, chịu chia sẻ, nói chuyện với nhau thì bất cứ cái vấn đề gì cũng thể giải quyết được. Em không thích, tất nhiên là chắc chắn là không phải là gia trưởng rồi. Và đừng có quá kiểm soát. Dạ. Em thì em thích cái sự, bản thân em là quân đội, môi trường hơi cứng nhắc, nhưng em thích cái sự, nói chung cũng hơi một chút, khá là lãng mạn. Em thích cái sự bay bổng chiêu chiêu một chút ý. Nên là em muốn cũng có khá, người cũ em là bên nghệ thuật mà, nên là em cũng ảnh hưởng ít nhiều. Thì một người có một thiên hướng về kiểu thích cái đẹp. Em cũng đang vài bên ngoài làm kiểu như là làm về đam mê thôi, thì cái những cái nghệ thuật đồ handmade đó chị. Đó, đồ thủ công, nên em thích cái sự cái đẹp và thích decor, thích trau chuốt. Rồi em thì có phải là người lãng mạn không? Em có thích tạo bất ngờ hay là em làm cái đó cho bạn trai không? Dạ có ạ. Em bạn trước đã từng làm chưa? Dạ rồi. Kể cả những người bạn anh chị chơi với em cũng sẽ muốn tạo cho họ một cái điều gì đó mà nó hơi lạ một chút mà ấn tượng, mang ý nghĩa. Sinh nhật của chị sắp tới rồi để chị chơi với em rồi, giờ 1 tháng rồi, em có đủ thân để em làm cho chị bất ngờ không? Kiếm người yêu mà là chồng tương lai cho em nên sẽ tặng chị được liền những cái ý nghĩa. Hay quá luôn. Ok em, rồi nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại. Nhưng mà trong cái ngành này em thì không biết là tham gia có phải xin phép này kia nó phức tạp hay khó khăn gì không? Dạ, em thấy là chương trình này thường xong là cũng chiếu lên sóng chắc cũng lâu lâu mà đúng không? Đâu số mà. Nên chắc là xong rồi thì dần dần em báo xong được chứ em cũng không muốn báo luôn ý. Ok. Dạ. Rồi, cái đó thì chương trình sẽ liên hệ lại cho em sau rồi mình nói thêm cái phần đó ha. Dạ. Ok rồi, cảm ơn em rất là nhiều ha. Phần cách của mình xong rồi nha. Rồi, chào em. Dạ rồi, em chào chị ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, đây là một bộ cái tin bản quyền hò. Thì ở trong đây là có vài chị biên tập nữa. Thì mọi người mong chờ lắng nghe chị chia sẻ về những cái câu chuyện của mình á. Thì bây giờ mời chị giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo ạ. Sinh ngày 16 tháng 2 năm 1991. Nguyễn Thị gì ạ? Thu Thảo ạ. 1991, dạ rồi. Giờ mời các bạn, thì làm nghề gì và hiện tại trên đang sống ở đâu? Hiện tại em đang là giáo viên dạy năng khiếu môn aerobic ạ. Em đang, quê của em là em đang sinh sống và công tác làm việc ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Dạ rồi. Sống ở Cà Nam hả? Nhưng mà hiện tại chị đang không sống ở Khánh Hòa, thì chị đang sống ở đó với ai ạ? Dạ, em sống với lại gia đình của em ạ, với ông bà ngoại, hiện tại đang ở chung với ông bà ngoại ạ. Dạ rồi. Hiện tại thì mời chị giới thiệu sơ về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha, về tính cách của mình đi. Tính cách của em thì là hòa đồng, hoạt bát và năng động. Rồi sao nữa ạ? Nhưng mà đôi khi cũng hơi kiểu ương bướng với lại nóng tính. Điểm ưu điểm của em là em dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh.
về công việc. Rồi Thảo ơi, Thảo chủ động để Thảo chia sẻ nha, đừng có chờ bên chương trình mình nói liên tục điểm mạnh điểm yếu xong rồi đường tình duyên của mình như thế nào ha. Bên mình không phải là chờ rồi tương tác với bạn từng câu nên là bạn hãy tự nói với mình nha. Rồi nói tiếp, còn điểm yếu nào nữa không, hết rồi thì qua đường tình duyên của mình như thế nào. Dạ, điểm mạnh của em còn nữa là em có tính chất về nghệ thuật ạ. Điểm nhược điểm của em là rất là nóng tính và nói chung là không có kiểu là không được nói chuyện, không có được tình cảm lắm. Đó là nhược điểm của em. Còn về chuyện tình duyên thì em đã trải qua 5 mối tình, là tính từ thời sinh viên tới hiện tại là trải qua 5 mối tình. Và 5 mối tình đó thì cái mối tình mà em cảm thấy là ấn tượng và khó quên nhất đó, là mối tình đầu tiên cũng là người chồng đã ly hôn với em rồi ấy. Có những cái kỷ niệm mà em có thể là nó hằn sâu vào cho mình quá, cho nên em không muốn chia sẻ với ai. Và em cũng xin giữ riêng cho riêng mình luôn ạ. Em không muốn chia sẻ về câu chuyện đó ạ. Thì vậy thì em chia sẻ về cái lý do mình chia tay đi. Lý do tại sao ly hôn, sống với nhau được bao lâu, rồi có con gì hay không? Dạ, sống với nhau được 2 năm. Thì năm thứ 3 thì chúng em bắt đầu ly hôn với nhau ạ. Lý do chia tay thì anh là một người không có, nói chung là không có trách nhiệm với gia đình. Và là người ham mê, đam mê những cái gọi là tệ nạn xã hội ấy. Nên là em quyết định chia tay với anh ấy ạ. Hồi trước tìm hiểu thì mình tìm hiểu bao nhiêu lâu hả? Tụi em yêu nhau là từ thời sinh viên và kết hôn rồi có con với nhau là năm 2011. Thì tìm hiểu là tầm khoảng gần một năm là tụi em cưới ạ. Rồi bây giờ thì mối quan hệ của mình với ảnh như thế nào, hoặc là với con thì sao? Ảnh thì thỉnh thoảng thì ảnh vẫn đến để thăm con bình thường ạ. Mối quan hệ giữa em với ảnh thì ít, không còn tương tác với nhau nhiều nữa. Thì đa số chủ yếu là ảnh lên nhà ngoại là để thăm con thôi ạ. Và tụi em không còn nói chuyện với nhau nữa. Có nói thì cũng như giống như là bạn bè thôi ạ. Rồi, vậy thì là con mình đang nuôi hay sao Thảo? Đúng rồi, em đang nuôi con em ạ. Rồi ảnh có chu cấp gì không? Công việc ảnh có đi làm nha? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì mình nói lý do tại sao mà mình phải tham gia chương trình nè. Bên ngoài thì có ai tìm hiểu mình không? Mà mình không chịu không? Nói chung là qua một thời gian, tại vì em ly hôn với chồng là được 10 năm rồi. Thì qua một thời gian thì em cảm thấy thì mình đã đủ duyên rồi đó. Có nghĩa là mình đã lo được cho con và gia đình. Lúc trước thì em còn gánh nặng về gia đình, nên là mình suy nghĩ là mình sẽ là cái nguồn kinh tế chính của gia đình, nên em không có muốn bước tiếp một bước nữa. Còn bây giờ thì em nghĩ là mọi chuyện là em đã thu xếp ổn dần cho người thân, cho cha mẹ với lại con em rồi, thì bây giờ em muốn bước tiếp nối tiếp một cái con đường mới, một cái tình duyên mới cho mình ạ. Lúc tại thời điểm mà em ly hôn là 10 năm, tới bây giờ thì em cũng đã trải qua 2 mối tình. Nhưng mà 2 mối tình đó thì không có kết quả chị. Có nghĩa là 2 mối tình đó chỉ là quen như vậy thôi, chứ còn để mà mình cố gắng. Em nói cụ thể hơn một chút cho chị nè. Ví dụ như là 2 mối tình thì mối thứ nhất là em tìm hiểu được 6 tháng rồi tại sao mình không tìm hiểu. Hai mối tình đó thì mối tình sau khi ly hôn và mối tình đầu tiên thì là 4 năm. Và mối tình thứ hai là 5 năm. Và 2 mối tình đó đều, cả 2 người đàn ông đó em cảm nhận là đều rất là thương em. Và họ có thể lo lắng chu cấp cho em về điều kiện kinh tế. Nhưng mà nếu để đến hôn nhân, kết hôn với nhau thì là không được ạ. Tại sao không được? Em họ có vợ rồi hay sao? Dạ, đúng rồi chị. Họ đã có gia đình rồi.
họ có gia đình nhưng tại sao em lại dây dưa cái mối quan hệ đó lâu vậy? Vì kinh tế như thế nào? Lúc đầu quen á thì họ bảo là họ đã chia tay với gia đình họ, là sau khi mà em biết được là quen nhau một thời gian thì sau khi em biết được là họ vẫn còn sinh sống với gia đình họ thì em kết thúc mối quan hệ đó, và mối quan hệ thứ hai cũng như vậy. Trời ơi, nếu vậy là mình phải rút kinh nghiệm nha. Ok, cái việc mình mẹ đơn thân này kia mình lo cho con nó cũng khó khăn đó, nhưng mà đàn ông á, em rút kinh nghiệm, nếu mà em kiếm chồng á là dưới một năm không cưới, dẹp qua bên, không có thời gian, hoặc là nhanh là 6 tháng. Có nghĩa là nói về cái góc độ về tâm sinh lý á, là đàn ông yêu người ta sẽ muốn cưới liền, còn em để 4-5 năm là nó là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hiểu ý chị không? Đó, ok, vậy thì bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào ha? Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán, tìm chị luôn. Em không có khái niệm về ngoại hình, cũng không có khái niệm về tuổi tác. Quan trọng là người đó. Không sao, ở đây nè, chị nói để mình biết yêu cầu nè Thảo. Có nghĩa là đây em đang được cái quyền mình yêu cầu. Em hiểu không? Em đưa ra cái tiêu chí em 10 điểm, tụi chị kiếm cho em được 6 điểm mà yên chí đi. Mà em đưa 6 điểm là có 1 điểm thôi đó. Cho nên mình đang được yêu cầu, mình đang có quyền yêu cầu, hiểu ý chị không? Em yêu cầu cái nào mà cho nó cảm thấy là cái người như vậy thì em mới cảm thấy là em yêu thương được, em mới gọi là nương tựa được á, em đưa ra. Đừng có nói là không yêu cầu nha, tôi ghét lên xấu quát rồi lúc đó chê ấy. Nói cụ thể ra, em hiểu em rồi thì em phải nói để cho tụi chị hiểu em nha. Không, mình là không, nhưng là em quen rồi này, em cũng không có yêu cầu về ngoại hình chị. Rồi, thấp hơn em cũng được đúng không? Thấp hơn em cũng được. Dạ, không có bao nhiêu. Chiều cao thì nói chung là tương đối với em, nhưng mà miễn sao là người đó là có trách nhiệm và em tự nhiên có tình cảm là được. Chứ em không có yêu cầu về ngoại hình. Rồi sao nữa? Rồi công việc, tuổi tác người đó thì sao? Hơn em tối đa bao nhiêu tuổi? Công việc thì chắc chắn em sẽ có yêu cầu. Công việc là người đó phải là em thích người sĩ quan bộ đội. Em thích mẫu người như vậy. Rồi tuổi tác thì sao em? Tuổi tác thì lớn hơn em nhiều tuổi cũng được, mười mấy tuổi cũng được. Hai mấy tuổi được không? Dạ. Được luôn. Em đâu quan trọng, quan trọng nhìn thấy được thôi mà. Không, có nghĩa là nếu mà hai mấy mấy tuổi, nếu mà em thương thì vẫn được. Nhưng mà là do là cách biệt tuổi tác nó lớn thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề về suy nghĩ, về quan điểm á, nó sẽ khác. Nó khác biệt, nó có sự chênh lệch. Đã tìm hiểu rồi hay sao? Đã tìm hiểu người hơn mấy tuổi chưa? Dạ đúng rồi, có rồi chị. Dạ. Nói chung là mẫu người mà em thích á thì hầu như là người đó phải là lớn tuổi hơn em, là chững chạc, có sự trải nghiệm và sâu sắc. Nói chung là nhìn cái góc nhìn của họ rất là nhiều khía cạnh và sâu sắc, họ dễ dàng cảm thông được với nhiều thứ. Thì đối với em là ok hơn là những người mà cùng bằng tuổi em hoặc là lớn hơn em vài tuổi thì nó cũng không cứ gọi là lớn quá. Em thích người mẫu người chín chắn, cho nên là thích sự lớn tuổi, chiêm nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Dạ. Nãy Thảo nói là em làm công việc gì ha? Dạ em là giáo viên dạy năng khiếu ạ. Aerobics hả? Dạ đúng đó chị. Aerobics thì dạy về nói chung là biên đạo, múa, rồi nói chung quá dữ luôn. Quá dữ luôn, là lên chương trình là phải thiết kế bản để cho tất cả mọi người được cùng tập nha. Dạ. Đó là sở trường của mình thì mình làm thôi chứ đâu có gì đâu ha. Tự tin. Rồi em cao bao nhiêu hả Thảo? Em cao 1m55 ạ. Ok, kiếm em đại gia 1m50 được rồi ha. Nhiều tiền là ok. Được không? Không, cái đó thật sự mà, chị cũng là phụ nữ mà nên có kinh tế tốt trước. Bây giờ tuổi mình rồi, đúng không? Dạ. Ok em, chắc là cái phần cast này em có điểm gì em không thích ở người đàn ông không? Em cũng không biết nữa. Rồi mà không biết chưa biết. Họ cô vui không thôi, nhưng mà về dàn nghiệm lại đi, nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại rồi trao đổi thêm là mình phải biết nha. Mình kiếm chồng cho mình đó, có bạn là có 2 tuần là ta cưới rồi, cho nên càng mô tả chi tiết chương trình sẽ càng dễ dàng tìm được người phù hợp cho em ha. Dạ. Ok rồi, cảm ơn Thảo nhiều nha.
Rồi xong rồi, phần cát em xong rồi đó. Cảm ơn em nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Chị có thể thoát cuộc gọi được rồi chị. Chương trình cảm ơn chị ạ. Dạ, rồi cảm ơn chương trình ạ. Dạ.